Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đã có văn bản gửi luật sư Giang Hồng Thanh thuộc văn phòng luật sư Giang Thanh về đề nghị cho tài xế Lê Ngọc Hoàng tài xế xe container được thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam được cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, công an thị xã Phổ Yên cho rằng việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là có đủ căn cứ theo quy định tại khoản 1 điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự. Do tính chất vụ án phức tạp, việc tạm giam bị can Lê Ngọc Hoàng là cần thiết, do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã Phổ Yên chưa thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng. Nói về việc tài xế Hoàng không được cơ quan cảnh sát điều tra cho tại ngoại, chị Vũ Thúy Vi cho biết, sáng nay, 15.12, tôi gọi điện thoại cho luật sư Giang Hồng Thanh. Thì được thông báo vừa nhận được văn bản của công an thị xã Phổ Yên nói rằng, tạm giam thêm chồng tôi 120 ngày nữa. Thế là Tết này, mẹ con tôi và bố mẹ chồng tôi không được ăn Tết cùng anh Hoàng. Nghe tin này, tôi rất buồn. Chị Vi cho hay, anh Hoàng đã bị tạm giam gần 2 năm nay, trong khi cơ quan chức năng không có thêm bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của chồng chị, nên gia đình chị mong anh Hoàng được tại ngoại. Tôi muốn chồng được tạo điều kiện trở về với gia đình. Khi quá trình điều tra bổ sung hoàn tất, vụ án tiếp tục được đưa ra xét xử thì anh Hoàng tiếp tục trở lại tòa, chị Vi nói. Theo vợ tài xế Hoàng, thời gian tới, chị cùng văn phòng luật sư Giang Thanh sẽ tiếp tục làm đơn kiến nghị cho tài xế Hoàng được tại ngoại. Chị Thúy cho biết, hơn một năm, chị chạy ngược chạy xuôi, gõ cửa các cơ quan chức năng để kêu oan cho chồng. Kể từ ngày chồng bị tạm giam, chị đã phải vay mượn nhiều nơi để lấy kinh phí đi kêu oan. Dù kinh tế khanh kiệt, nhưng với lòng tin, tình yêu dành cho chồng nên chị đã vượt qua được tất cả. Luật sư Giang Hồng Thanh, văn phòng luật sư Giang Thanh, người bào chữa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng cho biết, ngày 10/12, ông đã có đơn kiến nghị gửi Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Lê Ngọc Hoàng, từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo đó, tài xế Lê Ngọc Hoàng bị điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 Bộ Luật Hình sự 1999. Hiện nay, nam tài xế đang bị áp dụng biện pháp tạm giam. Theo luật sư, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn chắc chắn sẽ không thể gây khó khăn cho công tác điều tra, mà lại hạn chế đến mức tối đa hậu quả có thể xảy ra.